bạn còn nhớ hương thơm của trà nhài. Trà nhài nổi tiếng với hương vị nhẹ nhàng. Nhưng nếu bạn là người muốn đậm vị trà, hãy kết hợp với mật ong. Đồ uống ngày hôm nay, trà nhài mật ong kem phô mai. Bắt đầu với 20ml mật ong. Tiếp theo 100ml nước cốt trà nhài. Khuấy đều. Cho đá. Như các bạn thấy đấy, từ đầu khóa học tới giờ, trà luôn kết hợp với sữa, với kem. Chung quy là toàn đồ béo ngậy. Nhưng dòng trà mới nhất có trong trà sữa lại là trà hoa quả. Hãy cùng tôi tới bài học tiếp theo, trà xanh chanh leo kim quất mật ong.